Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 200.000 cái token OERDAO nhé, cái token Hyper cộng với 15 cái NFT trị giá là 1.500 đô. Rồi để tham gia vào cái nhiệm vụ này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì thực hiện các nhiệm vụ này, đầu tiên là follow Twitter. Rồi sau đó follow Twitter tiếp, ở đây nó sẽ follow vào kênh Hippie này. Mọi người chọn theo dõi, sau đó quay trở về, chọn continue. Tiếp theo mọi người sẽ retweet lại. Rồi chọn tweet lại này, kích chọn like, sau đó quay trở về, chọn continue. Tiếp theo ở đây thì nó sẽ có 4 cái kênh Telegram, mọi người sẽ join lần lượt vào 4 kênh này cho mình. Rồi, quay trở lại. Tiếp tục join vào kênh tiếp theo. Rồi, join kênh thứ 3. Rồi, quay trở lại. Rồi kênh thứ tư. Ok. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng BSC nhé. Thì cái này mọi người sẽ lấy ở trên ví trước hoặc ví MetaMask. Và cuối cùng nó sẽ có một cái đường link chia sẻ ở đây. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.